Xin chào các bạn, sau khi đọc yêu cầu bài toán, mình thấy được bài toán trên thuộc dạng xét tính đơn điệu của hàm số chứa giá trị tuyệt đối. Thì bước đầu tiên để xử lý bài toán này thì mình thấy được rằng m nằm ở phần hệ số tự do. Mình nghĩ đến việc vẽ đồ thị hàm số x mũ 3 trừ 6x bình cộng 5. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào tham số m để bình luận bằng các phép định tuyến đồ thị. Mình có như sau. Đây với trục OX y là y o đây là x. Xét hàm số x mũ 3 trừ 6x bình phương cộng với 5. Mình có máy tính Casio dùng để khảo sát hàm số trên. Hỏi như sau: mod 9, 2, 3. Mình nhập hàm số bậc 3 vào: 1x mũ 3 trừ 6x bình phương cộng 0x cộng 5. Hỏi phim bằng 2 lần. Đây nó có 3 nghiệm. Và đồng thời có điểm cực trị là 0, 5, 4 trừ 27. Ở đây mình sẽ vẽ là 0, thì vẽ 5 ở đây thôi, rất nhỏ. Dưới đây là, ở đây mình sẽ để đây là trừ 27. Thì ở đây là số 4. Mình vẽ tượng trưng thôi, bởi vì hàm này các điểm cực trị có giá trị cực trị rất lớn. Rồi sau đó mình sẽ vẽ đây. Đây, mình đã vẽ xong đồ thị hàm số x mũ 3 trừ 6x bình cộng 5. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ đánh dấu các điểm cực trị vào. Rồi, bây giờ chúng ta cộng thêm m, nghĩa là chúng ta sẽ tịnh tiến đồ thị. Nếu như m dương thì ta sẽ tịnh tiến đồ thị phía lên trên. Còn nếu như m âm, ta sẽ dịch đồ thị xuống dưới. Ở đây thì bạn thấy được số 5, mình để số 5 ở đây. Bây giờ mình sẽ tính giá trị tại x bằng 5 thì nó bằng bao nhiêu. Rồi mình nhập vào máy tính, mình ra được tại x bằng 5 thì hàm số này có giá trị là bằng trừ 20. Rồi, vậy có nghĩa là gì? Để xác định đồ thị hàm số y bằng trị đối, thì bây giờ mình sẽ lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía bên dưới trục hoàn lên trên, thì nó phải như thế này. Mình lấy đối xứng như thế này, đối xứng này nó nằm phía bên trên. Vậy như vậy thì hàm số này không thể đồng biến trong khoảng từ 5 cho đến dương vô cùng được. Vậy để khi ta lấy đối xứng đồ thị mà để nó đồng biến, thì chắc chắn một điều đó chính là ít nhất là chúng ta phải biết được là đồ thị nó phải từ nằm ở đây nào trở lên. Ta phải dịch lên trên, dịch điểm 5 lên trên sao cho tại cái số trừ 20 này nó phải trùng với số 0, thì khi đó thì chúng ta sẽ đồng biến. Để đạt được điều đó thì m nó phải lớn hơn hoặc bằng 20. Tại vì nếu như m bằng 20 thì 20 với cộng với trừ 20 bằng 0, thì y tại 5 bằng 0, thì khi đó thì hàm số sẽ đồng biến, đồng biến trên khoảng từ 5 đến dương vô cùng. Rồi còn nếu như m lớn hơn 20 thì hàm số này ở đây nó sẽ tiến lên trên hẳn luôn, và khi đó nó sẽ luôn đồng biến trên khoảng từ 5 đến dương vô cùng. Và điều kiện chúng ta cần xác định ở đây chính là m lớn hơn hoặc bằng 20. Cái m nguyên và m thuộc khoảng từ âm 2020 cho đến 2020. Thì ta sẽ suy được là có 2020 trừ đi 20 cộng 1 là bằng 2001 số. Thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy ta sẽ suy ra được đáp án đúng ở đây là phương án C. Cảm ơn bạn đã xem. Cảm thấy video của mình hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một đăng ký, một like. Và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.